không có Pokemon nào yếu, không có Pokemon nào tệ hại. Tất cả các Pokemon đều có sức mạnh riêng. Chỉ là có những con mà sức mạnh của chúng nó hơn rất nhiều so với những con khác. Ví dụ như là chúng kháng được nhiều hệ hơn, ít hệ kháng được chúng hơn, và chúng có thể tự bản thân hoạt động dễ dàng và hiệu quả hơn trong bất kỳ đội hình nào, chứ không cần phải có cả một team build xung quanh chúng nó để hỗ trợ. Trong video ngày hôm nay là 10 Pokemon tốt nhất của hệ độc. Và thật sự có rất nhiều Pokemon tốt của hệ này, cho nên cảm giác 10 con vẫn chưa đủ. Video sẽ bao gồm tất cả các Pokemon hệ độc ngoại trừ Eternatus, bởi vì nó là trường hợp đặc biệt ở đẳng cấp khác, và chúng ta đều biết là nó sẽ đứng top. Dĩ nhiên, sau cùng thì tất cả mọi thứ tôi nói trong video này đều là quan điểm cá nhân thôi, cho nên là anh em biết rồi đấy, đừng nghiêm trọng quá. Có rất nhiều Pokemon mà tôi băn khoăn cho cái vị trí số 10 này. Ví dụ như Tentacruel với thủ đặc biệt cực dày, khả năng phục hồi tốt dưới mưa và lợi thế tốt trong cuộc đua cạm bẫy. Crobat với tốc độ cao ngút và bộ skill hỗ trợ giá trị kèm theo như là Taunt, Tailwind, Quick Guard và Super Fang. Scolipede với tiềm năng càn quét bằng Sword Dance và Speed Boost, hay thậm chí là Venomoth với Sleep Powder cho phép nó kích hoạt Quiver Dance được dễ dàng hơn, cộng với đặc tính Tinted Lens khiến cho rất ít Pokemon có thể thực sự kháng được đòn tấn công của nó. Nhưng tôi sẽ lựa chọn dành vị trí này cho Weezing, con Pokemon đang càng ngày càng trở nên triển vọng và cũng là Pokemon đơn hệ độc duy nhất trong danh sách này. Thực sự thì tại sao phải sử dụng các Pokemon đơn hệ độc khác trong khi có thể sử dụng một con có Levitate khiến cho nó miễn nhiễm với đất thay vì bị khắc chế bởi hệ cực kỳ nguy hiểm này? So với Kabuto và Mach, Weezing cũng mang những tính năng như là gai độc, phát nổ, thủ châu và còn vượt trội hơn hẳn nhờ có Will-O-Wisp có thể gây bỏng và chia đôi tiềm năng sát thương vật lý của đối thủ. Weezing cũng có thể sử dụng Pain Split làm một biện pháp phục hồi tạm ổn. Cách chiêu này hoạt động là Pokemon sử dụng và đối thủ sẽ chia sinh lực cho đến khi hai bên bằng nhau. Thế cho nên Pokemon nào có ít sinh lực hơn, ví dụ như Weezing, sẽ được hưởng lợi hơn với chiêu này. Gen 8 mang đến cho Weezing một dạng vùng miền và một đặc tính mới, Neutralizing Gas. Cả hai dạng đều sở hữu đặc tính này, nhưng mà dạng Kanto mang song hệ phòng thủ tốt hơn. Cách mà Neutralizing Gas hoạt động là nó khiến cho tất cả các đặc tính của Pokemon khác ngừng hoạt động. Tất cả những thứ khiến cho anh em khó chịu như là Intimidate, Shadow Tag, Contrary, Magic Bounce sẽ biến mất chừng nào Weezing còn ở trên sân. Lợi thế mà Neutralizing Gas mang đến trong đấu đôi đủ lớn để cho nó không cần Levitate. Chúng ta đều biết là nó có thể kích hoạt sức mạnh cho những Pokemon như Regigigas, nhưng nó cũng phát huy sức mạnh bên cạnh những Pokemon mà không thực sự cần cái đặc tính của chúng nó để hoạt động. Ví dụ như là Volcarona, Weavile, Swampert, hay những Pokemon mà đặc tính của chúng nó không thể bị xóa, ví dụ như là Aegislash và Mimikyu. Hai Pokemon hệ độc và bóng tối mà không phải là Skuntank đó là Drapion và Alolan Mach. Chúng miễn nhiễm với hệ siêu linh thay vì yếu thế và chỉ có thể bị khắc chế bởi đất. Về mặt công kích, chúng chỉ bị kháng bởi 24 Pokemon, bao gồm chính chúng. Alolan Mach là Pokemon chuyên thủ mà vẫn có thể đánh rất đau, còn Drapion là Pokemon thiên về tấn công mà vẫn có thể chịu đòn ở mức khá khá. Phải cái là đặc tính của Drapion không được hấp dẫn cho lắm. Sniper hoàn toàn phụ thuộc vào hên xui và hiệu quả thấp. Battle Armor chống crit chính ra cũng là phụ thuộc vào hên xui của đội bạn, nhưng vẫn là đặc tính tốt nhất mà nó có. Cùng với song hệ tốt và thủ vật lý khá cao khiến cho Drapion có thể chắc kèo thi triển Sword Dance trong những set tấn công, hoặc là giúp nó trở thành một Pokemon hỗ trợ châu bò với Toxic Spike, Taunt và Roar. Alolan Mach trong khi đó có thể lực tốt hơn rất nhiều và sức tấn công đủ dùng. Ngoài những thứ nó có thể kháng được ra, điều khiến cho nó tốt hơn con Mach của vùng Kanto là việc có thể tấn công mạnh bằng cả những chiêu thức hệ bóng tối, đặc biệt là Knock Off. Và điều gì sẽ tốt hơn một đòn Knock Off? Đó chính là đòn Knock Off được khuyến mại thêm nhiễm độc nhờ có đặc tính Poison Touch, khiến cho bất kỳ Pokemon nào đảo ra trước mặt Mach đều cũng sẽ đối diện với nguy hiểm. Với trang bị Assault Vest, Alolan Mach là thế lực cản trở rất nhiều Pokemon thông dụng, đặc biệt là cả 4 con Tapu đều không thể làm gì được nó. Tuy là chưa xuất hiện ở Gen 8, nhưng tôi khá chắc là đến khi đấy thì nó cũng sẽ nổi thôi, bởi vì nó có thể ngáng đường những Pokemon phổ biến như là Rillaboom, Urshifu Nhất Kích và Calyrex Shadow Rider. Nếu như anh em đã thấy đòn U-turn thần tốc của Ferromosa là quá mạnh,
thì hãy nghĩ xem nó còn mạnh đến đâu nếu như có tấn công và tốc độ cao hơn một chút nữa, cộng với đặc tính Adaptability để tăng thêm hiệu quả. Xin giới thiệu Mega Beedrill, có thể nói là con Pokemon sử dụng U-turn nguy hiểm nhất. Ngay cả khi bị kháng, nó vẫn có thể xén mất 40-50% bình máu của đối thủ và đưa một đồng đội có thể khắc chế được chúng ra sân để xử lý nốt phần còn lại. Đổi lại, cái việc đánh nhanh đánh mạnh này hiển nhiên là một thể lực siêu giấy. Không giống như Feromosa có hệ giác đấu để bình thường hóa sát thương từ Cell Rock, Beedrill lại rất sợ cái chiêu này và còn không thể đeo giày để chống. Bộ chiêu thức của nó cũng siêu hạn hẹp và không có chiêu nào thực sự mạnh. Thành ra những chiêu mà nó hay dùng như là U-turn và Poison Jab cũng rất là dễ đoán. Nhưng nó vẫn cực kỳ mạnh và nguy hiểm ở một cái vai trò mà nó làm. Và cái sự thật là điều này đến từ một Pokemon vốn thuộc dạng vô dụng như Beedrill là cực kỳ ấn tượng. Cách hoạt động của Nidoking và Nidoqueen có thể nói là tương tự nhau, đều đến từ đặc tính Sheer Force, tăng sát thương cho những chiêu có hiệu ứng như là Earth Power, Sludge Wave, Ice Beam, với hạn chế là sẽ mất đi hiệu ứng đi kèm của những chiêu đó. Nhưng thật sự thì đây là một kèo trao đổi rất lãi, bởi vì khi có thể kết liễu đối thủ ngay lập tức thì cần gì phải hiệu với trở ứng cơ chứ. Đặc tính Sheer Force này có tương tác khá thú vị với trang bị Life Orb, khi mà nó cũng loại bỏ luôn cả hiệu ứng trừ máu của trang bị này. Cho nên một khi đã chơi Sheer Force là phải chơi cả Life Orb, lúc này thì tổng sát thương sẽ được tăng lên đến 69%. Mặc dù có sức tấn công vật lý cao hơn, nhưng mà các chiêu thức ở mảng đặc biệt của Nidoking và Nidoqueen lại mạnh hơn. Nếu theo mảng này thì cũng không cần phải lo về Intimidate, lo bị bỏng hay là những cái hiệu ứng lằng nhằng về va chạm. Nếu anh em muốn khô máu đến cùng thì Nidoking sẽ nhanh hơn và mạnh hơn Nidoqueen, nhưng Nidoqueen sẽ trâu bỏ hơn chút xíu. Nói chung cả hai con này đều rất đáng sợ, với bộ chiêu thức rộng như biển của chúng thì không có Pokemon nào mà chúng không xử lý được. Toxapex có thể không đạt hiệu quả tốt trong đấu đôi, nhưng mà trong đấu đơn thì nó là vua lì đòn, một trong những Pokemon phòng thủ tốt nhất game. Với song hệ là độc và nước, Toxapex chỉ có 3 điểm yếu là đất, điện và siêu linh, trong khi kháng được những 8 hệ, có những hệ quan trọng như là lửa, băng, giác đấu và thép, lại còn được bổ trợ bằng chỉ số phòng thủ cơ bản rất tởm, thêm khả năng phục hồi như điên bằng Recover và Regenerator. Tuy chỉ số tấn công gần như là không có, nhưng Toxapex vẫn có thể đe dọa đối thủ bằng độc như mọi Pokemon phòng thủ khác. Điển hình là những chiêu như Toxic, Toxic Spike hoặc Baneful Bunker. Đôi khi nó cũng có thể sử dụng cả chiêu Infestation để thêm đam, đồng thời ngăn không cho đối thủ bỏ chạy. Kèm theo một cái mũ cối trên đầu nữa thì mấy ông chuyên vật lý khá chắc là sẽ phải khóc ra máu. Dù mới được ra mắt vào Gen 7, nhưng Toxapex đã nhanh chóng trở thành một biểu tượng cho sự lì lợm. Và hầu như bất cứ ai khi lập team đấu đơn cũng phải có sẵn một phương án trong đội hình để đối phó riêng với cái bản mặt này. Bởi vì nếu không, khi mà gặp nó thì họ sẽ phải trải nghiệm cái quãng thời gian ức chế nhất trong suốt lịch sử chơi Pokemon của mình. Một vị trí danh dự nữa dành cho Slowbro và Slowking của vùng Gala, chúng cũng mang hệ độc và xứng đáng nằm trong list này. Nhưng mà cách hoạt động của hai loài này, cả dạng thường và dạng Gala đều giống nhau, cho nên tôi sẽ dành nó sang video của hệ siêu linh để nói một lúc cả bốn con luôn nhé. Anh em chắc là cũng đã quen thuộc với cái con nấm lùn này rồi, Amoongus, dạng tiến hóa của Fungus. Tên tiếng Anh của chúng xuất phát từ cụm từ rất phổ biến của người Mỹ là Fungus Among Us. Cũng không có gì mới mẻ để nói về Pokemon này. Nó là một trong số những Pokemon hiếm hoi có thể vừa du ngủ vừa hút đòn tấn công của đội bạn. Ngoài ra thì có Butterfree thì quá mong manh, có Tangrowth tuy trâu hơn nhưng mà Sleep Powder của nó chỉ có 75% độ chính xác thôi. Thế cho nên Among Us là Pokemon hiệu quả và thông dụng nhất. Ra đời vào Gen 5, Amoongus đã thể hiện tốt đến mức mà đến Gen 6 người ta đã phải tạo ra một trang bị hoàn toàn mới chỉ để counter nó, và ngay cả khi đó thì nó vẫn cực kỳ phổ biến. Chỉ cần thế thôi đã đủ nó lên mức độ bá của nó như thế nào. Nhờ có Spore và Rage Powder, một combo bảo vệ tuyệt vời để cho đồng đội có thể làm bất kỳ điều gì chúng muốn chừng nào con Amoongus vẫn còn sống, và đặc tính Regenerator góp phần rất tốt vào việc giữ cho nó sống lâu. Amoongus cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự lép vế của hầu hết các Pokemon hệ cỏ và độc khác, mặc dù cái song hệ này cực kỳ đông đảo. Trong mọi trường hợp, các Pokemon cỏ và độc đều có thể được thay thế tốt hơn bằng Amoongus và con Pokemon tiếp theo trong danh sách này.
đó là Venusaur. Nếu như Among Us lấn sân của các đồng hệ về mặt phòng thủ, hỗ trợ châu bò, thì Venusaur hoàn toàn chiếm lĩnh vị trí công kích của tất cả các Pokemon hệ cỏ và độc khác. Là một Pokemon khởi đầu, nó có tổng chỉ số cao hơn mặt bằng còn lại. Với tấn công đặc biệt đủ dùng mà chưa cần phải gia tăng, tốc độ thì trung bình nhưng sẽ phóng như tên lửa mỗi khi trời có nắng nhờ đặc tính quang hợp. Lại còn có cả phấn ngủ để tận dụng tốt cái tốc độ này. Nhờ vậy, Venusaur trở thành lựa chọn hàng đầu và là một trong số những Pokemon đầu tiên người ta nghĩ đến khi lựa chọn ứng cử viên cho đội hình nắng. Rất ít Pokemon với đặc tính này có thể nhanh hơn Venusaur, và trong số đó chỉ có Lilligant có thể vừa nhanh hơn vừa đánh đau hơn. Nhưng đơn hệ cỏ của Lilligant bị quá nhiều thứ kháng và không thể phủ sóng rộng như hệ cỏ và độc của Venusaur được. Từ một Pokemon càn quét tốc độ cao, Venusaur biến thành một bức tường phòng thủ cực kỳ vững chãi khi tiến hóa Mega. Mất đi đặc tính quang hợp, nhưng nó được đền bù bằng một lớp mỡ siêu dày và ngay lập tức xóa đi hai trong số 4 điểm yếu của nó, và là hai cái quan trọng nhất, lửa và băng. Với cả tấn công đặc biệt và cả hai chỉ số phòng thủ được củng cố, cộng với những phương pháp phục hồi hữu hiệu như là Lixit, Giga Drain và Synthesis, Mega Venusaur chắc chắn nằm trong số những dạng Mega đáng ngại nhất và là một trong số cực kỳ ít những Pokemon có thể hoạt động hiệu quả ở cả dạng Mega lẫn dạng thường. Ok, không còn ai xa lạ với con ma này nữa, vì nó là một trong số những Pokemon được yêu thích nhất thế giới và cũng là một trong những Pokemon có lịch sử thi đấu thành công nhất. Ngay cả khi Game Freak quyết định rằng một Pokemon tượng trưng cho bóng thì phải ở dưới đất chứ không thể lơ lửng và đổi đặc tính Levitate của nó thành Curse Body. Anh em biết đấy, cái đặc tính mà chỉ mạnh trên những Pokemon truyền thủ. Nhưng ngay cả khi đó thì Mega Gengar vẫn quá sáng chói để làm một Pokemon bóng, bởi vì cú nerf kia không ảnh hưởng gì đến hình dạng này. Sở hữu một hệ thống chỉ số siêu mong manh nhưng đánh đau như đại bác, cùng với tốc độ bao nhiêu người ước ao, chỉ cần nhìn thôi là đã biết nó mạnh rồi. Mega Gengar còn là tác nhân đáng sợ nhất cho chiến thuật Perish Trap chứ danh trong VGC, với combo là Shadow Tag và Perish Song. Đặc tính Shadow Tag ngăn không cho cả hai đối thủ rút lui theo cách thông thường, khiến cho chúng không thể giải thoát hiệu ứng đếm ngược của Perish Song chừng nào con Gengar còn nhở nhơ trước mặt. Dĩ nhiên trong 3 lượt này, con Gengar sẽ sử dụng 2 lượt đầu và cuối để Protect. Con lượt xen giữa có thể được biến hóa rất đa dạng. Nó có thể dùng Disable để khóa mồm đối thủ, có thể nhờ đồng đội hút chiêu để giữ an toàn, có thể đưa một Pokemon khác có Shadow Tag vào thế chỗ, hoặc có thể rút về dùng ngay lập tức quay trở lại vào cuối tân đó nhờ U-turn của đồng đội. Ừ thì đội bạn cũng có thể dùng U-turn để rút lui, nhưng điều đó không có nghĩa là Perish Trap không hiệu quả. Trên thực tế, chiến thuật bẩn thỉu này là một trong những lý do đem lại giá trị cho những chiêu như là U-turn. Và khi mà một Pokemon có thể khiến meta xoay quanh nó thì chắc chắn không thể phủ nhận nó là một Pokemon rất mạnh. Có 3 con Ultra Beast mang hệ độc, đó là Nihiligo, Poipo và dạng tiến hóa của nó là Naganado. Tôi sẽ dành một vị trí danh dự cho Nihiligo trước. Con này nó có nhiều điểm tốt mà cũng nhiều điểm dở, cho nên tôi cũng băn khoăn không biết phải xếp nó vào đâu. Đây là Pokemon duy nhất mang song hệ đá và độc, và cũng là một trong số rất ít những Pokemon hệ đá mà lại thiên về mảng tấn công đặc biệt. Nihiligo có một bộ chiêu thức khá rộng, đủ cho nó có thể thực hiện cả vai trò sát thương và đặt cạm bẫy. Chỉ số tấn công đặc biệt và tốc độ khá cao khiến cho một chiêu Meteor Beam kết hợp với Power Up của nó cực kỳ đáng sợ. Ngoài ra thì nó còn những chiêu tấn công mạnh khác như là Thunder, Psyshock và Grass Knot. Nhưng khá đáng tiếc là không có cách nào để phục hồi và cũng không có cách nào để chủ động gia tăng sức tấn công ngoài Meteor Beam. Tuy nhiên sau khi cắn mất cái Power Up thì nó sẽ không thể sử dụng chiêu Stab này nữa, bởi vì khi đó sẽ mất đến 2 lượt, trừ khi nó Dynamax thì lại cực kỳ mạnh. Tuy nhiên phụ thuộc quá nhiều vào Dynamax cũng có thể coi là một hạn chế mà những điểm độc đáo của nó mang lại. Nihiligo có thể đỡ được các chiêu thức ở mảng đặc biệt rất tốt, nhưng với thủ vật lý siêu cùi mà lại còn mang hệ đá thì nó cực kỳ nhạy cảm với những chiêu thức ưu tiên như là Bullet Punch, Mach Punch, Aqua Jet. Ngoài ra thì Nihiligo nhận gấp 4 lần sát thương từ hệ đất và hoàn toàn bất lực trước hệ thép cũng như là gia đình Chansey. Con Ultra Beast còn lại, Naganado, là Pokemon mà tôi lựa chọn cho vị trí số 1 trong danh sách này. Tất cả mọi thứ về nó đều phát triển theo chiều hướng tốt. Song hệ độc và rồng có thể tấn công bình thường lên mọi thứ trừ thép, và khi đó nó đã có Fire Blast để hỗ trợ. Vậy là chỉ với 3 chiêu, nó gần như đã bao phủ cả thế giới Pokemon rồi.
Chỉ số của nó cũng hoàn hảo cho một Pokemon công kích, với tốc độ và tấn công đặc biệt rất ngon lành. Nakanado đủ mạnh để không quá phụ thuộc vào Nasty Plot, nhưng đôi khi gặp những Pokemon quá trâu thì đây vẫn là một công cụ tuyệt vời mà nó có. Chỉ sau một lần Nasty Plot, gần như không có bất kỳ Pokemon nào dám đứng trước những đòn tấn công hủy diệt của Nakanado ngoài con Heatran. Còn về tốc độ thì đã có Nature và đặc tính lo liệu. Giống như tất cả những Ultra Beast khác, Nakanado mang đặc tính tuyệt vời là Beast Boost sẽ gia tăng chỉ số cao nhất mỗi khi nó lấy được một mạng. Đối với Nakanado thì đây là việc rất đơn giản, nhờ vậy nó có thể đạt tốc độ vô địch chỉ sau một mạng và gần như không thể bị chế ngự được nữa. Thể lực hạn chế là điểm bù lại những mặt quá tốt kia, dù là Nakanado cũng kháng được nhiều hệ. Yếu thế trước hệ băng cũng là một điểm yếu nguy hiểm, khiến cho nó có thể bị một hit bởi đòn Ice Shot của Choice Band Mamoswine và đỏ đít với Weavile. Còn đâu thì những chiêu ưu tiên khác không nhằm nhò gì với nó lắm. Túm lại thì con này vẫn có thể bị counter theo một cách nào đấy, nhưng lượng Pokemon có thể thực sự counter nó không nhiều và counter cũng không quá mạnh. Do đó tôi có thể khẳng định rằng Nakanado là con Pokemon hệ độc mạnh nhất và cũng là con Ultra Beast mạnh nhất. Và đó là kết thúc của video ngày hôm nay. Nếu như anh em đồng ý với những quan điểm của tôi thì có thể đồng ý, mà nếu không đồng ý thì cứ thoải mái đi nhá. Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn anh em đã xem hết video này. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được những sự ủng hộ từ anh em. Còn bây giờ thì peace.